Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin liên quan đến hai cái dự án. Thứ nhất đó là về cái uh, cái thông tin mà công bố cái thời gian chính thức là phân phối cái đồng IC uh, của cái đợt cuối cùng là uh, trước khi mà dự án đưa vào Mainnet và chúng ta cần phải chuẩn bị một số những cái cái điều cần cái điều kiện cần thiết để mà chúng ta nhận cái đồng ic này và thông tin thứ hai ở cái video này thì mình cập nhật cho các bạn về cái dự án sierra để cái, cái uh, dự án này thì đã có một cái thông tin hé lộ uh, những cái điều bí mật uh, về uh, cái dự án này uh, cũng như là về các cái vấn đề uh, mua bán và trao đổi nội uh, bộ của, của cái đồng sierra uh, coin này thì cái này thì mình sẽ cập nhật với các bạn ở phần uh, cuối video Trước tiên là mình uh, xin cập nhật cho các bạn về cái dự án uh, IC Network là khai thác cái đồng IC trước. Uh, bởi vì cái dự án này thì uh, đã có cái thông tin chính thức về cái công bố thời gian phân phối cái đồng IC của cái đợt cuối cùng uh, trước khi mà dự án đưa vào MyNet. Uh, và đây thì đây là một cái dự án mà mình thấy uh, khá là Uh, khá là có một số những cái khá là hay uh, Chưa mainnet uh, nhưng mà đã uh, trả cái phân phối cái đồng token uh, của họ Và cũng đã được niêm yết và ra mở cái giao dịch Mà ở trên cái nỡ mạng là BSC Và những cái điều mà chúng ta cần phải làm trước khi mà chúng ta uh, Trước khi chúng ta nhận cái đồng IC này Thì chúng ta cần phải kiểm tra lại cái địa chỉ ví Và cái thông tin cụ thể về cái việc mà công bố thời gian phân phối cái đồng IC Ở đây là một cái trận à một cái uh, trận chung kết ic khi mà tiết lộ phân phối đây là cái đợt phân phối uh, cuối cùng khi đã để chuẩn bị cho cái việc mà chuyển sang cái mainnet và cái điều kiện của nó là làm sao để cho chúng ta nhận được cái đồng ic thì các bạn cũng biết rồi chắc chắn rằng chúng ta phải vượt qua được cái đợt vừa rồi uh, một cái đợt càn quét khá là mạnh uh, đối với người dùng khi chúng tôi tiến gần đến cột mốc phân phối của uh, cuối cùng vào ngày 28 tháng 2 Chúng tôi vui mừng chia sẻ chi tiết toàn diện về sự kiện quan trọng này. Sự phân bổ này đại diện cho đỉnh cao của giai đoạn 1 của IC dự án và đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình của chúng tôi hướng tới phân cấp và trao quyền cho cộng đồng. Việc phân phối sẽ bắt đầu vào ngay lập tức vào lúc 8 giờ sáng UTC, 18 giờ UTC giờ Việt Nam tức là vào lúc 15 giờ à, uh, giờ UTC thì nếu mà giờ Việt Nam thì sẽ là vào khoảng tầm 16 giờ Việt Nam các bạn nhé khoảng 15 giờ Việt Nam tức là 3 giờ chiều Việt Nam sẽ là sẽ là phân phối vào ngày 28 tháng 2 tức là 13 tức là 3 giờ chiều ngày 28 tháng 2 giờ Việt Nam để đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho tất cả những người tham gia người dùng phải đủ điều kiện cho phân phối này là những người đã hoàn thành quy trình uh, QIC vượt qua bài kiểm tra và đã đặt địa chỉ ở chuỗi thông minh Airbnb của họ một cái sự càn quét qua cái phần mà à, cái bài kiểm tra này thì rất là nhiều và cái tài khoản đã bị loại bỏ và khỏi cái phần phân phối đợt 2 này chắc chắn ở đợt hai này cái lượng phân phối sẽ à, giảm đi rất là nhiều người tham gia sẽ nhận được IC tiền xu tương đương với số dư khả dụng của chúng bao gồm cả tiền thưởng khai thác và những đồng tiền kiếm được từ các đợt giới thiệu của họ đáp ứng đủ các điều kiện và đáng chú ý là 30% phân phối này sẽ được phân bổ cho nhóm phần thưởng nét bị khóa chiến lược uh, trong 5 năm để uh, khuyến khích người tạo, rút và người xác thực đối với những người dùng mà đã hoàn thành các yêu cầu về KPC và trả lời các câu hỏi và bỏ qua việc thêm địa chỉ BNB Smart Chain của họ trước thời hạn phân phối tiền của họ sẽ được phân bổ vào nhóm phần thưởng MyNet tức là bạn đã vượt qua KIC bạn đã trả lời đủ đầy đủ tất cả các câu hỏi và vượt qua cái phần mà trả lời các câu đố mà bạn không để lại địa chỉ ví BNB để nhận cái đồng IC thì cái số đồng IC của bạn sẽ đưa vào cái vào cái phần mà gọi là đưa vào cái phần quỹ phát triển dự án của đội ngũ phát triển dự án. Đó các bạn lưu ý ở cái mục này. Cái dự án này nó làm rất là khắt khe cho nên chúng ta cần phải là uh, chấp hành đầy đủ cái quy định của họ. Sau đó trong ngày phân phối thì chúng tôi sẽ phát hành bảng phân tích cuối cùng về IC Điển xu được phân bổ cho mỗi nhóm cung cấp sự minh bạch và hiểu biết sâu sắc về quá trình phân phối. Bảng phân tích này sẽ cung cấp cho người tham gia một sự hiểu biết toàn diện về những đóng góp của họ đã đóng góp như thế nào vào sự tăng trưởng và phát triển của IC mạng lưới. Và để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật quá trong quá trình phân phối, chúng tôi sẽ tận dụng mạng UNCX trước đây trong thời gian khóa và trao quyền các nhóm được phân bổ. Quyết định này sẽ nhấn mạnh cam kết chúng tôi trong việc duy trì một hệ sinh thái an toàn và đáng tin cậy cho tất cả những người tham gia đó ở trên phần cuối này thì có những thông tin thì nó không liên quan nữa thì mình cũng sẽ không chia sẻ cho các bạn à, vấn đề ở đây là những bạn nào mà đã vượt qua được KIC và vượt qua được trả lời cái vòng trả lời câu hỏi thì các bạn điền cho mình cái địa chỉ ví để chúng ta nhận cái đồng IC à, trước ngày 28 tháng 2 như vậy là chúng ta sẽ điền luôn bây giờ đi những bạn nào mà chưa điền chúng ta điền luôn bây giờ vậy thì điền như thế nào để mà Uh, cho nó chuẩn chỉnh thì các bạn uh, như trước đây thì các bạn đã lấy địa chỉ ở trên uh, cái sàn OKX thì chúng nay chúng ta cũng để nguyên cái địa chỉ ở trên sàn OKX và chúng ta nhận được cái đồng IC này thì chúng ta không cần phải mất phí cái đồng BNB để chúng ta chuyển vào sàn chúng ta bán nữa. Uh, thay vì cái việc của chúng ta uh, nhận về ví gấp 3 thì chúng ta phải mất một cái giai đoạn nữa đó là chúng ta chỉ chuyển từ ví gấp 3 lên sàn OKX chúng ta bán. Vậy thì tại sao chúng ta không nhận về cái sàn luôn Nhận luôn về sàn OKX và chúng ta bán luôn trên, trên sàn OKX như vậy Thì sẽ không mất một cái khoản phí di chuyển nào nữa Đó vậy thì lấy bằng cái cách đó là bạn mở cho mình cái cái cái, cái sàn OKX ra Sau đó thì các bạn nhấn vào cái phần tài sản này Tiếp theo các bạn nhấn vào cái mục phân sinh Và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn vào cái mục kính núp ở đây Các bạn gõ cho mình chữ IC rồi sau đó thì các bạn kích thẳng vào đây Rồi các bạn nhấn vào cái phần mà nạp tiền mã hóa Đây các bạn bấm vào cái phần nạp tiền mã hóa này cho mình Tiếp đến các bạn nhấn vào cái phần là ICBSC Rồi tiếp theo các bạn nhấn vào đây chúng ta copy cái địa chỉ ví này các bạn nhé, copy cái địa chỉ ví này và các bạn lưu ý là mỗi tài khoản nó có một địa chỉ ví khác nhau đó sau đó khi các bạn copy cái địa chỉ ví xong thì các bạn kích vào cái mục này đây từ cái trang chính của cái app khai thác cái đồng IC các bạn kích vào cái mục này địa chỉ BNB Smart Chain các bạn bấm thẳng vào đây tiếp theo nếu chỗ này chưa có hoặc là cái địa chỉ này nó chưa đúng theo với cái địa chỉ mình ở trên sàn OKX OK, thì các bạn xóa cái này đi xóa đi cho mình sau đó các bạn dán vào rồi sau đó thì các bạn kích vào cái phần xác nhận địa chỉ cho mình và trước khi xác nhận thì các bạn kiểm tra lại địa chỉ xem có đúng với cái địa chỉ ở trên sàn OKX OK hay không à, nó đã chính xác hay chưa nếu sai thì chúng ta copy lại còn nếu đúng rồi thì các bạn nhấn vào xác nhận địa chỉ cho mình và các bạn nhấn vào xác nhận một lần nữa đó như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong về cái việc mà gửi địa chỉ ví và như vậy là chúng ta chỉ việc là đợi nó phân phối về uh, cái ví của chúng ta thôi. Đây là mình hướng dẫn thêm cho các bạn, đối với những các bạn mới, các bạn chưa biết thì chúng ta uh, xem cái bài này để các bạn uh, uh, hình dung ra được. Và khi phân phối về thì nó sẽ nằm ở trong cái mục phân dinh nhé. Khi phân phối về thì nó sẽ nằm ở cái mục phân dinh. Và nó sẽ có cái số dư ở đây. Nó sẽ có cái số dư ở chỗ này. Thì các bạn chỉ việc là chuyển từ cái ở cái ví mục phân dinh sang mục giao dịch là chúng ta giao dịch bán được ở trên sàn auex ở trong cái kênh của mình thì cũng đã có rất là nhiều cái video video hướng dẫn cho các bạn cái cách là chuyển cũng như là giao dịch cái đồng ic này rồi thì đối với những bạn mới thì chúng ta chỉ khó xem qua một chút cái video là các bạn sẽ biết được cái sử dụng nhé nội dung tiếp theo thì mình cập nhật cho các bạn về cái dự án bạn Tiếp tục mình uh, cập nhật cho các bạn về cái dự án Bank thì uh, Bank thì uh, hiện tại thì cũng chưa có một cái thông tin gì mới uh, ngoài cái việc mà dự án đã khắc phục một số những cái lỗi và vừa với bắt tay hợp tác với uh, thiệu của sàn Bayland. Và ngoài ra thì có một cái thông tin đặc biệt thì mình chia sẻ thêm đến cho các bạn. Uh, ở trên trang uh, Twitter chính thức của dự án thì có một cái bài tiết cách đây 21 giờ, một cái một cái bài tiết khá là uh, mập mờ và hé lộ ra một cái một cái bí mật nào đó ở trong cái phần trong cái thời gian sắp tới. Đây cập nhật lớn về cơ sở hạ tầng của chúng tôi và chúng tôi sẽ quay lại sớm. Cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn. À, và cái nội dung này thì có thể là trong một cái thời gian vài ngày tới thì dự án sẽ bùng nổ một cái bước ngoặt, một cái uh, phát triển mới hoặc là một cái uh, bước tiến triển uh, mới về trong cái cái dự án này. Thì uh, khi đó thì mình sẽ làm cập nhật với các bạn ở những cái video sau khi mà có cái thông tin mới từ cái sự kiện từ cái dự án irov này rồi thì cái video này thì mình cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé